Ba chim rịp xua từng óc nia có xôm thay nhầm nó cún đã đọt bóng ôn đại chia sập bỏ chun từng óc đã tay để chui com tro UKK share channel hay bù tạ bù tu phong đai đời xa nó không cầm long đi vào xôm khăn tay phay tô đã đọt bóng ôn đại chia sập bỏ chun từng óc đã tay tại miền chết ở nát ở sâu từ đó chả chở ria cây cro hay nè ắt là tiếp bằng tiếng lai, prom tiếng khmer, cầm pri, hay năng prom tiếng nè đại miên cáp chi diêm, đó một móm chấm pua chỉ vật hay còn nơi tại cro, hay bằng phôn thằng óc nè có tay tại chui nơi thạ vị ca, ôp thâm, tờ đó phụ quát, làm bay chui đó nơi sự đây tục nằm bạ rồi bỏ phụ quát, đại miên nơi không chỉ vật để không to su, ở vì lật tập hiệp hai, đời xa cả một cro bụi này cro cả prang prang đá phần tai mình đang thưa mấy bên này ta cro chẳng á hay bọn phụ ôn tặng óc nia tai ta do chết tục đại hay năng chui từ đó phụ quạt chỉ rươi rươi chẳng hay nơi không cần nạn đấy có những ba mai có móc rư có móc sầm ó có sôm chùm riệp chun nằm nâng từ đó bọn phụ ôn đại chia sập rồi chun phong tiền bọn phụ ôn nè tu sân na đại chia tay đại chui com tro channel dương bù tạ bù tui bù vót hay năng u k k share channel đã bóc nhom ní ở bán chia chia đầm năng tiền á đào cái nong để dạ pel ní là vót hay năng bù tạ hay năng bù tui miền ca là vô đòi xa bộ quát nơi bay bay kia hay thưa cái cá có mình bán chung cái này tặng xong thế dù dù bán chung cái này mà đón nè tiên á hay bọn phụ ôn đại chia sập rồi chôn nâng có quạt bàn ốc bà thom nâng chứ đó nơi chùm nuôi xem nhàng chân chạy chôn tại đó là chôn cây cro chà chờ ria hay nâng nẹ đại miền tì păng nung cứ chùm nuôi miền chân mình tên hay ốc quân chân hay bộ quạt có ắt bài vừa toàn này hay có bằng phôn này mình toàn lưu mua hay nâng rư môi có miên ca phôn chả lắm để đo nơi thạ vị ca ốp thâm đại chìm nuôi tức chất đó là chết la ở đông ở đông tức chất đó là o buồn pê rồi bỏ bằng phôn từng ở nó khóc từ mà nuốt có sông khăn tay phải tô phong nè phù miên chìm nuôn chả ơn hay môi tiết có áo của mình ai thưa ở toàn pel toàn về lý đây tam tầm rau ca thực chất bằng ôn chẳng có sâu mà nâng hay sâu mà sống chất phong sâu mà phải tố phong hay bộ dương nâng khách khâm prang prang thưa này cái ca này ở ban chạp rồi ha bọn tay đòi xa nẹ tiếng ọ nụ quạt miên cái ca rồi vô to luôn phong cái ca rồi vô khang đại cái ca sập rồi thua dạng tràn phong hay mùi tiết quát cô mình sau miên chỉ sọc gặp hiệp là ó cô thà miên ca khó khăn khla khla chẳng tới phần tay vụ quát mình bỏ bong chào là cái ca đại bong ôn bàn bưng bẹt tới đó quát tế quát không prang prai nhỏ ốc bì lực tập hiệp để quát ai vừa tới bán hay mà đong hay mà đong tia có xôm khăn tay phải tô phóng nên đó cô mình bàn toàn lư hào chmua đôi bong cúng cùng xưa này luôn nơi con ông thì con ông cháu lợt rọt nọt kèo lại ná chỉ mỗi những khi nhóm đá hay ca bị khai buồn quạt ban chụp quạt nơi bờ rây ẩn cớ quạt ban là chui ốc bật thăm đó chả chở ria chun cây cỏ chùm nuôn mở rồi đồ là đai hay ở toàn ban thơ đi bóng hay là ban thơ hai tớp tại ban miên ở các thơ tự đó đồn chả mà nẹ đại quạt miên ca ruột nơi đây lủng ba ruột nơi đây lừa tắc người ta nơi lừa tắc hay rồi niệm nó có bạ bay khôi khát ở tràn hơi cô rồi vô chỗ tới cô tha mình sâu chỉ hiên chuan phẩm mà nơi pru ấy khai bị phong lệ từ nông tắc hay miệt rồi vô nó có tàu phong miệt tại chư rục nâng hay chẳng bọn cùng sướng bọn chiếp chưa đầm năng hay video của bạn tranh hai hay là vốt của bạn vô tới chun quạt hai mà rồi đô la tinh cường ốc bộ phố bò rì phố bòm thạ vì ca khá khá chun tới đó quạt còn nâng đọc toàn hay và bọn phụ ôn tình ốc nha khơi nhật sai video tình ốc ní bọn phụ ôn chọn chui đọc quạt nâng ai call lệch nhóm 980-636-3734 rưu môi của tùm nẹ tùm nông
ពូវត្ត Facebook របស់គាត់នៅក្នុង Facebook ឈ្មោះ file ហ្នឹងគាត់ហ្នឹង name ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគឺពូវត្ត អាចទំនាក់ទំនងទៅផ្ទាល់គាត់ក៏បានដែរបើបងប្អូនអត់មជ្ឈបាយអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំក៏បានហើយយើងអាចទំនាក់ទំនងទៅពូទូចហើយនឹងសុភាពអីក៏បានដែរតាមដែលបងប្អូនមានចិត្តចង់ធ្វើចង់ទំនាក់ទំនងហើយខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជាដំណោះស្រាយមួយនៅក្នុង ដាល់ដើម្បីជួយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនមានមជ្ឈបាយដើម្បីផ្ញើនៅថវិកាជូនទៅដល់គាត់ហើយខ្ញុំក៏បានរត់ច្បាប់ទម្លាប់រួចហោះហើយនៅក្នុងការទទួលថវិកានឹងខាង non-profit organization ហើយក៏មិនទាន់បានទទួលនៅសម្បត្តិអនុញ្ញាតនៅឡើយទេដោយសារខ្ញុំធ្វើតូចទេដោយសារខ្ញុំ ធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងដល់ឃើញបងប្អូនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយមានចិត្តអាណិតអាសូរទៅដល់គាត់អញ្ចឹងក៏ត្រូវតែរត់ច្បាប់ដើម្បីឲ្យស្របច្បាប់ដើម្បីទទួលនៅថវិកាមួយចំនួនដ៏ធំនេះចែកជូនទៅដល់អ្នកក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលមានភាពលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅ ហើយបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំនឹងឯងលេខ ទូរស័ព្ទ 9806363734 ហើយខ្ញុំនឹងដាក់លេខ ទូរស័ព្ទ នៅទីនេះក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើចង់ទំនាក់ទំនងក៏សូមទំនាក់ទំនងទៅតាមលេខរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំដឹងទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនអាមេរិកច្បាស់ដោយសារខ្ញុំក៏នៅអាមេរិកខ្ញុំក៏មានភាពក្រីក្រ រស់នៅឆ្លងកាត់នៅទុកលំបាកយ៉ាងច្រើនដូចជានៅស្រុកខ្មែរហើយយើងឆ្លងកាត់មកជំរំថ្មីមកនៅជំរំខៅដាងហើយនឹងព្រមទាំងជ្រាបច្បាស់បំផុតគឺយើងមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងមិនមានអ្វីទេសូម្បីខ្ញុំឡើងយន្តហោះមកគឺមានអាវតែមួយចង្កេះខោមួយចង្កេះហើយនឹងស្បែកជើងគឺដាច់ស្បែកជើងនៅវិលានយន្តហោះទៀតគឺមកដល់នេះគឺយើងមិនចេះនៅភាសាអង់គ្លេសទៀតផងហើយ មានការលំបាកមែនតើនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗដោយសារយើងអត់ចេះនៅភាសាហើយព្រមទាំងនៅទីនេះពុំមានខ្មែរណាដែលអាចចេះនៅភាសាបានស្ទាត់ជំនាញហើយការរស់នៅទីនេះគឺលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរព្រមទាំងយើងអត់មានឡានទៀតគឺថាអ្នកខ្លះគឺគាត់មកមេម៉ាយអ្នកខ្លះក៏មកពោះម៉ាយអ្នកខ្លះ ក៏មកដល់ម្ដាយចាស់អីចឹងទៅហើយនឹងកូនតូចតូចហើយនៅមេម៉ាយទៀតគឺទៅទឹកចិត្តដល់ល្អដោយសារមានការពិសោធន៍នៅក្នុងការក្រីក្រលំបាកនេះហើយក៏នឹកឃើញថាមានអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់យល់យ៉ាងច្បាស់អំពីក្រនេះហើយនឹងក្លិនក្រដែលគេមើងងាយដល់យើងនឹងហើយចឹងបានយើងមានទឹកចិត្តដូចគ្នាបងប្អូនអាមេរិកហើយខ្ញុំ ដឹងថាអ្នកដែលមាននៅទីនេះទោះបីនៅទីណាក៏ដោយក៏គេមិនមកមើលនៅ channel របស់ពួកយើងដែរដោយសារអ្នកដែលគ្រប់គ្រងពួកខ្ញុំច្រើនតែពួកអ្នកក្រីក្រហ្នឹងហើយបើអ្នកមានអ្នកមានមិនសូវជាវាអត់មានតែម្ដងមិនមានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះអីនេះនៅក្នុងការជីវភាពរស់នៅវាហោះហ្នឹងហើយវាខុសពីយើងហើយនឹងវាហួសលើពពកទៅទៀត គឺពួកគេមិនអាចយល់អំពីទឹកចិត្តនៃពួកអ្នកក្រីក្រដូចយើងបានទេយើងនៅអាមេរិកគឺភាគច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិតតែក្រីក្រទាំងអស់ដែលទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកដែលមានជីវភាពទូទាគឺពុំមានណាទំនាក់ទំនងមកទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាការរីអង្គាសទេដោយសារការរីអង្គាសនេះធ្វើឲ្យរង្គាសចិត្តទាំងគេទាំងខ្ញុំគឺលំបាកនៅក្នុងចិត្តណាស់ទើសទាល់មែនតើហើយនេះគ្រាន់តែ ជាដំណឹងចូលរួមក្នុងការចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងមាននៅទីនេះគឺសម្បូរហោហៀគឺមិនមានអ្វីនៅខ្វះទេគ្រាន់តែបរិភោគទំលាកបពាក់ទីស្នាក់អាស្រ័យនិងថ្នាំកែរោគទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនមានការលំបាកទេលហើយយើងនៅសល់បន្តិចបន្តួចបេះពីមាត់ពន្រត់ពីកដើម្បីចែករំលែកអានេះក្នុងការចែកម្ហូបអាហារបាយទឹកនំចំណីទីស្នាក់អាស្រ័យហើយនឹងចែកនៅ នៅអ្វីនៅសម្លៀកបំពាក់ចែកនៅថ្នាំកែរោគទៅដល់ពួកគាត់ដែលយើងក៏មិនជាអ្នកសម្បូរដែរប៉ុន្តែយើងចែកបន្តិចម្នាក់ដូចជា5 ដុល្លារ 10 ដុល្លារអីជាដើមបងប្អូនអាចដាក់សម្បត់
nhà mà tam po hay nâng đã chỉ thạ vì ca sót pram đờ lá đọc lá phây đờ lá cứ bong phổ ôn được ngọt nếu cứ tới bay mà cái chóp ta mà đờ lá thế hay bỏ pi đờ lá ao quạt xa mà ngay cứ thạ cày lề nhá hay dương trâu nơi này mà phây đờ lá cứ ăn miên này thế còn tay chẳng phụ phụ quạt dương ai thử ban buồn đọc nẹ ấy nó ai cũng quạt từ tua tiền ban chăng anh mà đo mà đo mà ca nâng ấy nhóm ba chỉ riêng tầm nắng chỉ riêng tầm nắng đã đào bong phổ ôn được ngọt nếu miên phần màn phần này hay nhóm ba mai của mốc mốc sầm ôl nó ruột nó không xả đoạt ảm rích thì không chờ lót ruột nọt kè lại ná có xôm khăn tay nó ruột cầm hồ chí công đài nôm ao bong phổ ôn tầng ốc nha tư chất đưa có bạc bọt vật đọc này không ngờ rõm có xôm khăn tay phây tô mình miễn chê tầng nà nà muối đàm bay thuê dây bình chai chạy đào đòi bong phổ ôn tầng ốc nha miễn ká ảnh sắp bốn chất tế nà tiên á có rõn tài diệt nông ká sắp xa chạy đồng lệ hay chẳng có bong phổ ôn tầng ốc nha bảo chong chui gom trớ xung chốt rút xin nhá cần đắng mà nẹ muối ở miền này tha chốt subscribe mà nẹ muối hay nâng chốt xin nhá cần đắng phóng đồng bây thật tốt ba nạc xài video thamay mấy để bộ nhóm bộ tạ bộ tui bộ vớt nâng channel UAKK share channel bộ nhóm đã chôn tập nông YouTube channel đồng bây ở ban bong phổ ôn tầng ốc nha thật tốt ban rù hoàn toàn chết hay mùi dầm này tiếc có sâu mà chun dịch đây là o chụp buộc bong phổ ôn tầng ốc nia tụ bay bong phổ ôn ban bò để chạ thạ với ca đây mình ban bò để chạ đấy ru ấy dịch đây là o tầng ốc viên máu pí âm pí chất dương tre o nâng tre o sẽ bay rì rì bong phổ ôn khơi sẽ cam mà phết tăng phần mán bảo bong phổ ôn chui com trơ nâng sâu tre o nâng dịch đây là o cứ pull tre o tám cứ ăn nó mua tiền nia tám nữa vậy để bộ dương thuế nâng hai ban bôn thằng ó khnhiê nâng ai mình tha nè lẹ bóng rư mình lẹ bóng xong bây giờ nè tu sơn á có chi phnai môi đỏ thôm chui quam trơ đai bỏ ăn nè quam trơ cứ lẹ cho mình ăn tơ đào na thế đôi phèn đầy chăng dương ban phèn đầy chuan nè thằng ó khnhiê triệt đôi chỉ phèn đầy chăng tụ ao nhom chuan chăng bảo sơn chỉ bong phổ thằng ó khnhiê mình chui quam trơ thế cứ lẹ từ càng cào hơi cứ miền phèn đầy chuồn thế cứ nó không làm hòa cả chẳng nhom ba mai cũng mong một cần áo có xôm chìm riệp lý hay có xăm chuột bằng phổ ôn dương sa chìa thay mà đong tiết nó sai vì ô chi bằng to chẳng nhom ba có xôm chúng riệp lý